lại quay trở lại và phân tích Bitcoin cũng như là Ethereum lúc này. Hôm nay cũng đọc một số bài báo nói về Bitcoin cũng như là các cái phân tích để chúng ta có thể theo dõi. Tuy nhiên vào nhìn vào biểu đồ kỹ thuật chúng ta cũng nhìn thấy sự xả hàng của thị trường. Những lúc im lìm như này chúng ta cũng sẽ chờ đợi một cái cơn xả hàng, và các cái quy trình để chúng ta phân tích vẫn là một số các cái thông số của breakout để chúng ta xem. Mặc dù có rất nhiều tin tức củng cố là các quỹ mua hơn 600 triệu đô đợt vừa rồi, nhưng mà nhìn vào breakout tôi vẫn xét đến những cái yếu tố giảm giá của Bitcoin lúc này ở trong H4. Và hôm nay tôi vẫn nói rằng tỷ lệ xả và backtest từ các cái vùng rất là cao. Chỉ cần 48, 49, 50 là người ta sẽ xả hàng, đúng không ạ? 51 xả hàng, cứ càng lồi lên nó sẽ càng xả hàng, đúng không ạ? 48 nó được xả và nay đang ở vùng 44. Các cái mốc xả hàng nó dựa trên cái đường thẳng để breakout như thế này. Và các mốc xả đến bây giờ vẫn có thể cho một cái cuộc backtest. Ví dụ giá này được hồi lên, đúng không ạ? Lại tiếp tục xả hàng và nó sẽ nhắc lại ở các cái mốc 43. Tôi vẫn cho rằng nó sẽ tìm về vùng mốc 37, thậm chí là vùng 32 và thậm chí nữa là mốc 29.111. Đây là các cái mốc mà rất nhiều người không kỳ vọng. Thế nhưng giá là sự lặp lại của quá khứ và chắc chắn rằng là gì ạ? Cái mốc 29, cái mốc 34, 37, đây là những cái giá nó sẽ tìm về. Vậy thì người ta có thể lạc quan như thế nào đối với Bitcoin? Và người ta không dám ở bán ở đỉnh, nhưng thực ra người ta sẽ mong muốn là bán ở các cái vùng lưng chừng đó. Giá backtest test đó và nó sẽ đi xuống. Và đây là những cái mà chúng ta có thể nhìn. Vẫn là các phân tích kỹ thuật này, Ether cũng cho một cái tốc độ như vậy, đó. Đang xuống rất mạnh trong ngày hôm nay. Xét ở các yếu tố về trung hạn đó là H4, chúng ta nhìn ở breakout cho các cái mức đáy thậm chí là các mức đáy này nó còn được test lại bởi rất nhiều các cái đáy mà nó đã tạo được được. Đây, nhìn vào đây chúng ta nhìn thấy rất chi tiết đó. Ở các cái mốc đó là đáy số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8 rất nhiều, đúng không ạ? Các mốc xả đó là các cái ô hình chữ nhật ở đây, đúng không ạ? Mốc xả của chúng ta đó là 1.700, 1.600, thậm chí bây giờ diện 1.361. Vậy cuộc chơi của chúng ta là gì? Là giá hồi lên các cái điểm của Bollinger Band giữa, đúng không ạ? Sau đó bị xả. Và giá sẽ tìm về ở các mốc 1.200, thì giống như hôm nọ tôi nói rằng là cái mốc của 900 vẫn là một trong những cái mốc mà nó sẽ đánh thủng, đúng không ạ? Sau khi chúng ta kẻ Fibonacci rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta vẫn cho các cái kịch bản là xuống. Tôi vẫn kỳ vọng về vùng 927 cho cái kịch bản, đúng không ạ? Vậy thì cuộc chơi của chúng ta là gì? Trong lúc này lực đỡ của thị trường hiện tại chưa có. Các cái thông tin xấu của thị trường cũng đã lao vào để chúng ta xem xét. Ngoài ra chúng ta cũng tìm hiểu được các cái mốc mà chúng ta có thể bán. Và chúng ta xem xét thêm các cái tin tức ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì chúng ta xem xét được các cái thông tin đó là Hạ viện, đúng không? Thông qua gói kích thích trị giá 1,9 tỷ đô la, đúng không? 1,9 tỷ đô la như thế này thì chắc chắn là nguồn cầu của tiền, đúng không? Là bắt đầu sẽ bị dư, đúng không? Nguồn cung tiền bắt đầu thừa, và nguồn cung tiền là thừa, nguồn cầu tiền là sẽ bắt đầu đổ vào một số các cái dạng như là chứng khoán hay là các vấn đề về đầu tư. Đặc biệt với số tiền nhỏ mà tích lũy, tức là người ta gọi là những cái con cá con đấy, và người ta sẽ đổ vào, đặc biệt là lúc này người ta sẽ đổ vào những cái thị trường hàng hóa mang tính chất là có rủi ro và số vốn ít, ở mức độ 1.000 đô hoặc 1.400 đô một cá nhân. Đây là những cái thông báo là sẽ có tiền bơm vào, thì do vậy là người sử dụng tiền làm các cái chi phí và trong lúc này ngoài ra sự còn lại thì sẽ đổ vào vấn đề đầu tư. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở các cái vấn đề về Hạ viện đã thông qua gói kích thích 1.9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden
dự kiến quyết định này sẽ mở ra những ngày tranh luận và đưa ra các thỏa thuận chính trị tại Thượng viện. Đúng không? Đây là cái mà chúng ta xem. Vậy thì nếu trong trường hợp mà các cái nhà đầu tư họ tham gia vào cái việc cá nhỏ để có cái sự đòn bẩy, đúng không? Sau đó là người ta sẽ mua hoặc là người ta sẽ tham gia vào margin. Vậy chúng ta xem được các cái tín hiệu để bắt đáy hoặc là tín hiệu gì lao vào để bán. Các mốc của Ethereum cũng như là Bitcoin, người ta sẽ chờ cái sự hồi để họ bán ra. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng là gì ạ? Nếu trong trường hợp chúng ta bán trong lúc này, chúng ta buộc phải chờ đợi những cái cú hồi của giá. Chúng ta nên bán ở giá xanh và chúng ta mua ở các mốc giá đỏ. Vậy giá lúc này đang cho ta các mốc cản ở 1363, đúng không ạ? Và giá xuống là 1137 và cái giá test để chúng ta có thể bắt đáy. Tuy nhiên tôi vẫn hướng tới là cái việc là gì ạ? Giá bị đánh xuống một cách mạnh mẽ. Tất cả đều chịu cái ảnh hưởng lớn, đúng không? Kể cả Litecoin cũng như vậy, cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn. Khi mà margin chúng ta sẽ xem được toàn bộ, đúng không? Các cái quy trình để chúng ta có thể xem được các mốc đáy hoặc là mức đỉnh của giá của thị trường. Ether với lại Bitcoin xuống rất là mạnh. Trong tuần thì chúng ta đã thấy được ADA đã lên cái mức trên $1. Và chúng ta liệu có niềm tin vào cái đồng này hay không, đúng không ạ? Có rất nhiều người nói rằng Tron và ADA nó giống nhau, nhưng không phải, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem được ADA lên đến $1.17 sau khi twist, đúng không ạ? Trước áp lực bán được thị trường quá lớn, do đó kéo xuống dưới $1. Vậy thì lúc này Bitcoin và Ethereum cũng như là ADA nó sẽ đẩy cái coin cap market ra khỏi các cái vùng của thị trường vốn hóa. Coin market cap ghi nhận ở các cái vùng giảm ở mốc 1.360 tỷ, đúng không? Trước đây là 1.600, nhưng mà vấn đề ở đây chúng ta sẽ biết được là ADA nó đã lên vùng trên 1.2 và bây giờ nó đang có một cái sức điều chỉnh, và ba cái đồng này nó sẽ góp vào cái vốn hóa bị rút ra khỏi thị trường, chứng tỏ là có sự chốt lời, và từ chốt lời này có thể cái dòng tiền này nó sẽ đổ vào chứng khoán, và mấy hôm nay chứng khoán nó sẽ đã đang xuống do cái việc là cái trái phiếu, lãi suất trái phiếu đang tăng lên rất là mạnh, người ta sẽ đổ tiền từ cái việc chứng khoán hay là chốt lời từ thị trường đầu tư Bitcoin này sang cái thị trường của trái phiếu, từ đó chúng ta bắt đầu mới nhìn thấy được dòng tiền được luân chuyển từ các cái vùng an toàn hoặc là cái vùng chốt lời để chuyển sang các cái trạng thái có cái giá trị tăng lợi nhuận cao hơn. Thì nhìn chung về tất cả các cái môi trường về đầu tư lúc này, chúng ta thấy được Bitcoin đang có sự chốt lời. Và như tôi đã nói, người mua thì bao giờ cũng có được cái sự chốt lời trong thời gian này, bán giá nào cũng lãi. Do vậy là gì, có khả năng người ta sẽ tìm những cái giải pháp an toàn hơn, và trái phiếu cũng là một trong những cái mà người ta suy tính. Vậy thì lúc này có thể mùa Bitcoin bắt đầu, chúng ta phải xem xét được các mốc giá để làm sao mà chúng ta chốt lời hoặc là chúng ta thoái lui khỏi cái thị trường này, bởi vì nó đang rất là nguy hiểm. Thứ nhất đó là một số coin của ICO chúng ta cũng biết được là sẽ thoái trào sau khi Bitcoin giảm giá, Ether cũng vậy. Thế do vậy chúng ta cần phải có được cái sự tương tác cũng như là nhận định để sao cho chúng ta tránh bị đu đỉnh cũng như là bị mắc kẹt ở trong cái vùng giá cao. Còn có rất nhiều các môi trường đầu tư, có rất nhiều các cái cách để chúng ta phân hóa về tiền, phân bổ về tiền. Thì trên đây là cái bản tin để tôi phân tích về Ether và Bitcoin, nó đang trong cái đà giảm giá, chờ giá hồi lên để bán ra. Và người ta có thiên hướng là nạp tiền vào để margin, để chuyển hóa và thông qua các đòn bẩy, chứ tránh trường hợp chúng ta mua ở một cái mốc giá cao với cái vật chất. Tôi cũng gửi cho mọi người tất cả những cái thông tin để no loss Bitcoin, để chúng ta có thể mua giữa hedging, giữa sàn và hàng vật chất Bitcoin. Thì mọi thông tin chúng ta có thể tham khảo và cùng tôi đưa ra các giải pháp và chat Zalo cùng với chúng tôi. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.